OK, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em cái clip tổng cộng là khoảng là 9 con máy. 9 con máy này là hàng chiên cho anh em đi lua ha. Rồi, để em vào cụ thể từng máy cho anh em xem. Cảm ơn anh em. Đây là con thứ nhất em lên cho mọi người nha. Một con hàng khá là đẳng cấp. Đây. Con này đây qua kit 4.000, đây qua Katina kit 4.000. Đây, nổi nó đây. Còn khá là sáng bóng nha mọi người. Đó. Đây con lăng đây, đó. Hàng này là hàng của Nhật nha mọi người. Tay quay thì trực độ, tay quay độ rồi. Đây, đít bị xước một ít. Nói chung thì máy em bán em soi kỹ cho mọi người xem. Mọi người có thể coi đây, chốc sơn đi một tí. Hàng này ok hết. Mô hình sống để cứ ok hoạt động chân chu nha, đó hoạt động bao mực. Máy hỗ trợ ABS cốt trợ lực, nó quay tới quay lui ok. Máy nhiệt độ tới quay độ, máy 4.000 kit đây là 4.000, xây tầm 6.000 nha mọi người. Máy này chuyên cho anh em là đánh lục, đánh lóc, đánh lục, có thể câu lóc gừng cũng được. Đây cước 5 được 200 m, cước 6 được 150 m. Máy này hình như là nặng là 355 g hay á. Máy hỗ trợ cốt rồi cốt trợ lực cốt to, đa phần những hàng kit này hỗ trợ cốt trợ lực cốt to hết, hoạt động đều là chân chu. Đó. Rồi máy thứ nhất em công khai giá cho mọi người luôn là 2,7 triệu nha mọi người. Máy thứ nhất 2,7 triệu cộng ship. Mở bên sóng nha. Máy thứ nhất 2,7 triệu cộng ship. Đây. Máy em soi kỹ cho mọi người xem rồi đó. Hoạt động thì em bao. Anh em mua hàng thì kiểm tra hàng trước khi anh Tống. Nếu hàng không giống như clip em quay cho mọi người á, gửi lại em. Đó. Rồi, máy thứ nhất 2,7 triệu. Tiếp theo cho mình là một con máy có nông. Một con máy có nông chuyên cho anh em đánh lục. Đây, đầu tiên em sẽ quay phần cối trước. Cối này là cối mừ. Xe tương đương của cối này là xe tầm 10.000, 10.000, 11.000. Đó. Cối rất là sáng bóng nha. Đây, ngoại hình máy. Đây, con lăng đây. Đó, còn rất là ok. Đó, máy đây. Đây. Nó bị xước ít ở đây thôi. Đó. Máy chạy xa mặt bạn nha mọi người. Có trong quái cước cốt cốt to. Hàng này hàng nội địa Nhật nha. Đó. Đây cước ok nè. Đó. Hoạt động trơn tru nè. Đó. Máy đổi trái phải bình thường nha mọi người. Đó. Máy hộp trợ ABS, mô bình sóng. Hàng này chuyên cho anh em đánh lục, đánh giặc bờ biển cũng được, đánh lục cũng được. Bao. Đó, anh em kiểm tra máy có thể tháo ra coi. Đó, kiểm tra sơ qua giống em vậy đó. Một bình sóng. Đó. Đây máy này hỗ trợ hai nồi. Nồi là số 3 nha mọi người. Có dây trong đây luôn. Nói chung thì nồi này thì nhìn còn khá là ok. Đây nó chỉ bị rỉ chỗ này ít thôi. Đó. Nồi số 3 mình có xe tương đương là xe 4.000 nha mọi người. Đó. Đó. Rồi máy này hai nồi, máy có nông bánh lục, một nồi xây 10.000, một nồi xây 4.000. rồi giá công khai cho mọi người luôn 2,2 triệu cộng ship nha mọi người. Máy này với giá là 2,2 triệu cộng ship. Đó. Rồi máy số 2 2,2 triệu cộng ship. Tiếp theo là con máy số 3 nha mọi người. Đây một hàng này khá là đẳng cấp. Đây đây một con đây con Ben sản xuất tại Mỹ. Đây Marine Yacht này. Mô bên là mô bên sóng. Để em test cho mọi người xem kỹ toàn máy. Đó. Xây này tương đương với là xây 6.000 giữ 7.000 nha mọi người. Đó. Dòng tua là 4.8.1. Đó. 6.500 m.
máy hoạt động chân chu, có cột có âm nha. Đi ngược nè, đó. Về tới nè, đó. Đó. Máy ok, máy em bán ra cho anh em test hoạt động chân chu không lỗi, máy hỗ trợ cốt trợ lực nha mọi người. Cốt rất là to, chuyên cho anh em đi săn hàng. Anh em có thể đi đánh bè cũng được, đánh bè, đánh giặc, đánh biển rồi ok. Cảo cá. Đó, hoạt động chân chu. Máy là full hộp. Hộp của sách hướng dẫn. Hộp thì nó có cốt đổi tay quay trái phải nha mọi người. Này, cốt đi theo máy. Đây, sách hướng dẫn. Thông số đây. Em kiếm thông số cho mọi người xem. KTO 4.8.1. Đây, hàng sản xuất tại Mỹ. Đó. Rồi. Giá công khai máy luôn, máy này máy số 3. Máy số 3 giá công khai máy này khoảng là 2 triệu 2 nha mọi người. Máy số 3 giá công khai 2 triệu 2. Rồi, máy số 3 có giá công khai là 2 triệu 2 nha, hoạt động chân chu. À, không lỗi. Rồi, tiếp theo là em lên cho mình con máy, dàn máy ở trên. Dàn máy này dàn máy chiên rua. Máy này máy số 4 nha mọi người. Đây. Máy số 4, một con Shimano Beamaster 3000. À, xe chuẩn 3000, cước 3 được 150 m. Hàng này là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Xe bằng đây. Máy cước thì ok. Nói chung thì ngoài con này ngoại hình nó nhìn thì khá ok, không xuất sắc gì nhiều hết. Đây, mắt tem đây. Đây, máy hoạt động chân chu nha. Im mực. Đó. Nói chung là không lắc. Không gơ, không lắc gì nhiều hết. Đó. Một bên ok. Đó. Máy chạy là chạy 4 mặt đạn nha mọi người. Đây mắc tem cái này tí. Máy chạy 4 mặt đạn hoạt động bao mượt. Đó. Rồi. Giá công khai cho máy này luôn. Giá công khai con này là 400k nha mọi người. Giá này là giá bèo nhèo luôn á. Con này con Beamaster 3000 nha. Hàng nội địa Nhật, giá công khai 400k. Giá này là cực kỳ hữu nghị luôn đó nha mọi người. Đó, máy số 4, 400k. Tiếp theo là con máy số 5. Một con máy là tem đây qua. Đây, giá bên Nhật bán, họ bán là 2.900 yên, là gần 5 triệu. Đó. Đây, em kiếm thông số đặt cho mọi người xem. Đây, dòng tua 5.3.1, nặng là 295g. Tải mát. Tải mát là từ 7 đến 14 kg. À, máy chạy gồm 5 mặt đạn nha mọi người. Đó. Đây con lăn em bảo con lăn chịu lực lăn gì đây. Ngoại hình khá là ok. Xước sát mà ít thôi. Để em che nắng đi cho. Đó. Xe chuẩn cái này là xe 3 ngày nha mọi người. Máy hoạt động cũng chân chu, không rung lắc. Hàng thì hàng nội địa Nhật nha. Đó. Mô bên là mô bên sống. Máy cước ok. Máy chạy ABS nha mọi người. Đó. Hoạt động chân chu không lỗi. Rồi, giá công khai luôn. Con này 600k nha mọi người. Đó, 600k cộng ship. Một con máy chiên cho anh em về đi luôn. Máy số 5, 600k cộng ship. Tiếp theo là con máy số 4. Ờ, con máy số 6, số 5, số 6. Này, đây một con Alex. Con Alex 8000. Nó bị muối ở trên đây, trong đây thôi. Còn trên đây còn rất là bóng. Đó, soi kỹ cho mọi người xem. Anh em ra cước là không sợ bị dướng đâu. Đó. Những dòng này thì nó có ABS này, yên tâm.
Hoạt động ok, hoạt động được xem là ok, chảo cá thì ok, thích hợp anh em nào đánh biển nè, đánh tra, đánh bạo lực, những anh em mới tập câu á, hốt những con máy này về, nó êm hơn máy bẫy rất là nhiều, nhưng mà câu rất là ok, quay rất là mượt. Hàng là hàng Malaysia xuất Nhật, chỉ là xấu cái ngoại hình trong đây thôi, còn trong đây ok hết. Ở bên sóng ok, máy còn cứng. Con này Alex 8000 rồi, giá công khai con này luôn nha mọi người, nó giá công khai 450k, máy số 6 450k đó. Rồi tiếp theo là máy số 7, một con máy là chiên lua suối, lua cá phi, một máy có siêu nông đây. Đó, một con đây qua tem đây qua 2004C. Đó, máy hỗ trợ ABS. Hoạt động chân chu, tem hoàng, cốt trợ lực. Đây ngoại hình ở đây. Thông số ha, để em đọc thông số cho mình xem. Thông số là 4LB được 0. Đây. Nghe thông số này em cũng không biết gì luôn. Nó anh em hiểu thì anh em đọc giúp em nha. Biết rồi, cối này rất là nông, siêu nông luôn, hình như là chuyên cho anh em lua cá phi, lua mực. Máy hỗ trợ cốt trợ lực. Đó. Mặt đạn đây nha mọi người. Đó, hoạt động chân tru. Đó. Rồi, giá công khai máy luôn. Giá công khai là 1.1 triệu nha mọi người. Máy số 7 1.1 triệu. Anh em biết đánh lua cũng được, máy này rất là êm. Rồi tiếp theo là con máy số 8, vẫn là một con em bay tem tay qua luôn, nhưng mà con này nó mới hơn tí, vẫn là máy có nông. Thông số đây. Đó. Này dính keo nha mọi người, đây cũng tem đây qua. Đó. Máy hoạt động chân tru nha, máy hỗ trợ cốt trợ lực, hoạt động chân tru không lỗi. Bôi bên sóng, lấy cước ok, những này lấy cước đập rất là mạnh. Máy này phù hợp nha mọi người. Đây, cốt đây, cốt trợ lực đây. Anh em bảo cốt trợ lực đây. Đó. Máy ngoại hình tầm khoảng 90%, 90-95%. Đó, anh em nào đã chơi qua dòng này thì biết, tại em không chuyên cái dòng này. Dòng này có nông quá nông này. Đó. Rồi. Giá này công khai là 1.3 triệu nha mọi người, 1.3 triệu cộng ship. Đây thông số đây, nó chạy 7 mặt đạn, dòng tua là 4.8.1, hỗ trợ ABS, nặng 240g. Thông số đây, đó. Rồi. Tiếp theo là con máy số 8, con máy số 9. Một con Biomaster 1000S. Dòng này hoạt động chân tru bao mực, thấy không? Quá mực rồi. Đó. Dòng này full hợp nha mọi người. Đây em đọc thông số cho. Dòng tua là 5.0.1. Nặng là 205g. 7 mặt đạn. Đây thông số đây, cước. Cước 2 giờ từ 180m, cước 3 100m. Hình như là đây bia dưới đây, bia 0.8 được 100m. Đó. Hàng này chuyên cho anh em đi lua nha, đi lua câu mực. Anh thầy anh em lua suối cũng được, câu cá phi, câu tôm. Máy quay rất là mượt nha, đó. Mượt khỏi bàn luôn. Máy hỗ trợ cốt trợ lực, cốt bi. Máy đổi trái phải bình thường. Đó.
Rồi giá công khai máy luôn, giá công khai 1,2 triệu cộng ship nha mọi người. Máy số 9, 1,2 triệu cộng ship. Rồi ok, đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người ngày hôm nay. Anh em nào có thể mua máy, các em có thể liên hệ với số điện thoại em để trên clip. Rồi cảm ơn anh em nha.